Ok, mời lên em. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game mới, con game về chủ đề tự động hóa. Game này lúc trước tôi đã chơi demo một lần rồi. Nếu như anh em còn xem cái video đó thì hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục con game phiên bản hoàn chỉnh hơn. Gọi là hoàn chỉnh nhớ, phiên bản này nó chỉ là phiên bản đầy đủ của cái bản demo đó thôi, nhưng nó vẫn đang trong cái giai đoạn là early access. Đây, tôi cũng không biết early access này nó sẽ kéo dài bao lâu. Dev ghi là dự kiến khoảng 1 năm. Nhưng mà chỉ là dự kiến thôi, chúng ta coi qua cái trailer. Một con game mà chủ đề tự động hóa rất là thú vị luôn nha. Mình có thể điều khiển mấy cái con mà khúc gỗ nè, rồi cho nó tham gia vào cái dây chuyền sản xuất này, vận chuyển mấy cái khối gỗ rồi chặt gỗ trồng cây vậy đó. Một số con thì nó có thêm cái hệ thống chiến đấu đầu với mà phun vác đầu cả cái thứ nữa, rất hiệu quả luôn. Một cuộc phiêu lưu tự động hóa. Game này lúc trước tôi đã chơi demo rồi, nếu như anh em mà muốn coi lại cái bản demo á thì cứ gõ cái tên con game vô cái tên thôi là nó ra thôi. Còn hôm nay thì cái phiên bản này là cái phiên bản được phát hành trên Steam, nó sẽ ra mắt vào ngày mai. Thì ghi 1 ngày nữa thì chắc là tầm đúng 24 tiếng nữa thôi. Tầm tới tối ngày mai á, lúc anh em xem cái video này á thì con game có thể đã ra mắt chính thức rồi. Trong con game này thì anh em có thể là đây, anh em có thể khai thác những cái khúc gỗ nè, gọi là cái linh hồn mà cổ ngữ gì đó, điều khiển những khúc gỗ này cho nó làm việc thay thế cho anh em rất là nhiều luôn, như một hệ thống dây chuyền tự động hóa đó, đó đó đó. Mấy cái con này là dạng như bằng đá luôn nè, mình có thể sử dụng mấy con này trong chiến đấu, thậm chí là sản xuất rồi ba cái quy trình khai thác đồ vận chuyển đồ đó, rất nhiều thứ luôn. Như đây là những ba cái con cơ bản đầu tiên của chúng ta nè, rồi vô game thôi. Sao bây giờ mở cái này nó cũng phải kêu nó ta, game bằng anh ghi quên thế à. Mất ship mày toàn nhấn một phím để bắt đầu. Phiên bản này là Early Update, một bản cập nhật lớn vào ngày 24 tháng 4. Hiện tại thì phiên bản này sẽ có hai cái môi trường để anh em để khám phá. Thời gian chơi là 15 đến 20 giờ. Nếu phát hiện mấy cái lỗi bớt nào nhấn F8. Sao đổ phân giải kỳ nữa. Chín mươi đi. Rồi ok. Bóng thì không cần bóng nhiều đâu, bóng này nó rất là hại đến mà cái FPS của anh em luôn á. Hiển thị mấy cái này thì tôi không biết là cái gì. Bản đồ mini map thì cho nó tỉnh đi, để nó quay luôn luôn quay về hướng bắc. Chết cái này để nhà phát hành có thể sử dụng thêm thông tin của anh em. Rồi, chúng ta bắt đầu không continue được với cái file xếp lần trước nữa thôi. Xin nhân vật gì, cái mặt gì, nhìn dáng gì nè. Mặt mà sao méo xẹo vậy? Không có đổi được khuôn mặt nha. Khi random tất cả thì nó chỉ đổi là cái kiểu tóc màu da này thôi. Bên này là cái gì? Đây, bộ đồ này nhìn nó ngộ ngộ nè. Chúng ta bắt đầu thôi. Ủa? Đông mà. Xét hả? Không, 1, 2, 3, 5. Nó vẫn đang load mấy cái asset nha. Cái đồ họa này thì nó vẫn như cũ. Chúng ta bắt đầu là cái cốt truyện đó. Một ngày yên bình trên một cái ghế dài ngồi công viên nè, thì đang mơ về một cái giấc mơ nào đó, về một cái chuyến phiêu lưu của mình. Phát hiện một cái ngôi đền thờ trong đó, nơi có những con quái vật kỳ lạ. Thì bùm một cái, có một cái âm thanh gì đó rất là kỳ lạ luôn, nó rớt vào bên cái mái nhà kho của mình. Đây, phải sao giữ chuột lâu dữ ta. Bây giờ mình cần phải sửa lại. Để sửa cái nhà kho này á, thì mình cần rất là nhiều nguyên liệu luôn. Này, đi khám phá xung quanh.
Cái này đợt này nó giống cái demo lần trước thôi. Chào thầy. Giúp đỡ phải không? Giúp đỡ mình gặp cái điều gì lạ đó. Ông này thì ổng rất thích là những cái thứ gì lạ đó. Mấy cái đợt này y chang cái đợt demo lần trước rồi. Mình có thể đọc hiểu cổ ngữ luôn hả? Rồi, đến cái khu vực này. Ok. Có thể nhấn nút L để tra cứu những cái nhiệm vụ mình có thể chết vô đây. Cái nào là pin đâu? Đây nè. Cái này những cái hướng dẫn cơ bản. Pin nhiệm vụ thì nó sẽ lên đây. Cái này là cái kho đồ á. Cho mình xài ké được kho đồ của ông luôn ta. Có thể dòm ra dòm vô là con ngẽ nè. Cái này là ông thợ mộc nè, sau này ông sẽ chỉ mình cách làm một cái nhà cây như thế này. Nó tự động hóa luôn, chứ không cần mà phải làm tay như thế này. Sau này mình có mấy cái con gobo vô á. Đó, thì cứ khai thác thoải mái cái này, lấy vô. Ông này thì dạng như mà từ phu hơn, làm nông thợ mộc gì đó. Đây mình phát hiện một cái mà thông điệp gì đó từ cái ngôi đền cổ này. Nó vẫn y chang cái đợt đó. Cái này là cái gì? Để anh đóng cái trạm này trong cái phạm vi không. Mình cần cái mảnh Aether này. Cái này tôi thấy quen lắm, hình như mình đi vô trong rừng là mình lụm được á. Rồi. Bấm bản đồ lên. Nó có mấy cái chấm xanh như thế này là sao ta? Cái cầu này mình cũng có thể đi được luôn. Bây giờ thì vẫn lang thang ở đây thôi. Cái này là những cái nguyên liệu mới, khi mình nhặt được cái gì á mình bấm vô là nó sẽ show thông tin những cái nguyên liệu nó ra cho mình. Rồi mình sẽ đi tìm cái mảnh mà Ada sắt này nè, để gắn vô cái điện thờ coi nó có cái gì nữa không. Ủa đi dấu vết nữa anh. Đó, Ada sắt thì có thể nằm trong ở cái vùng đất gỗ này, nó nằm ở góc trên bên trái bản đồ á. Trước tôi chơi thì nó như vậy, mình ở lại lại đó săn mấy cái động vật này, rồi sau đó thì tìm cái mảnh này đem về trong kia. Pin ở đâu ta? Đây là, đây là. Rồi bye bye cụ, tôi đi làm nhiệm vụ đây. Lần trước thì đợt này nó đỡ dông dài hơn lần trước rồi đó. Cái nút cắt này là sao ta? Cơ chế điều khiển con game này đâu quên đó chưa này. Mình đi vô cái hầm mỏ, bắt đầu đi công cuộc. Nha. Đó, cụ mình chủ giữa rồi, ok. Đây là cái cỗ máy cũ đền thờ bị bỏ hoang. Test file là sao? Kết nối thất bại, không tìm thấy cái đường kết nối. Vì con nét mình cần phải unlock đó. Làm sao farm được mấy con này ta? Tôi quên nó tiêu bây giờ này. Đi tìm một cái điện thờ nào đó. Nó đây nè. Rồi, tìm thấy rồi. Đi thu nhập những cái mảnh này. Nó ở trong xác mấy con động vật á. Nè 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 nè, những cái này nè. Tiếng game có vẻ hơi nhỏ ha. Vô mà setting. Audio mát luôn rồi. Ủa sao nó không lụm vô? Tôi nhớ lúc trước là lụm tự động rồi ta.
Ủa, cái này sao nó lại ra gỗ ta? À, cái này là nó màu trắng à, còn cái này nó có màu vàng vàng mới ra mấy cái tinh thể nè. Chào mấy cháu, nhìn nó như con mà con gùi á, con gùi nhưng mà phiên bản nó bự hơn, nó cũng có 8 cái chân nữa nè. Sau này cái cây này sẽ là mình khai thác đó nè. Rồi, vô đây. Đi về, báo cáo nhiệm vụ. Tìm được chiếc ngọc cái nào mới. Nó đổi thùng lên đầu luôn hay gì? Ông này cái đầu bị gian con gùi nãy luôn á. Ủa? Đâu phải, đi đắp cái viên đá vô thử ai. Cái này dạng như cái gương đồ của mình chứ. Đây, lắp cái viên đá này vô. Mình lóc ra. Mình cần phải chế tạo được con này, bỏ vô đây để unlock ra thêm một bậc nữa. Sau đó mình sẽ unlock được thêm cái chỗ mà dịch chuyển tức thời. Unlock cái này thì mình có thể mà tìm lại cái điện thờ này nè. Xong rồi gắp mấy cái mà cổ ngữ này. Này mình có nào phải không? Được luôn à? Những cái quét nhiệm vụ này á, nó sẽ liên kết với nhau. Khi mà mình hoàn thành được cái nhiệm vụ này á, nó sẽ liên kết với nhiệm vụ khác nữa. Tức là mình gọi là cái chuỗi nhiệm vụ á. Anh em chơi mấy con game nhập vai thì chắc biết cái này. Gỗ, có gỗ cho anh luôn. Bây giờ mình sẽ đi chế một con này và unlock tất cả cái waypoint tại điểm 1 là sao ta? Đá, đúng rồi, đá. Đá thì ngay đây nè. Cho anh cục đá luôn. Cái này nó không có màu gì hết. Để mà dịch chuyển giữa qua lại mấy cái điểm này á, mình cần phải có nguyên liệu. Rồi. Ok. Bây giờ đi chế tạo con này đã. Đây là những người sẽ giao quét cho mình nè. Một là hai là ba là bốn nè. Hai cái nhân vật này chắc về sau. Đi thôi. Chào ba. Lại tiếp tục ra ngoài và khám phá cái điện thờ cổ. Mình chạm vào thì cái điện thờ bắt đầu nó gây chấn động đó. Một cái cổ ngữ này nó đi theo mình. Một 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 trời bèo với gì. Dạng tấn công là dạng cùng. Mà lên này là cùng. Cắn nó để cắn nó đó anh em thấy chưa, sao đồ nó không tự động nhặt luôn cho mình, phải ốc người tí thôi để nó để tao phân hai lần. Bây giờ cho nó thu nhập cái cây này phải không, đó mình đào nó luôn được không? Không, chỉ có nó đào thôi, mình không có đào chung nó được. Nhìn tay lên để ơi, mấy cái cây bự bự như thế này nè là mình có thể lắp được cái máy mà chặt gỗ vô. Đào đi, đào đi, chặt cây đi, làm gỗ đi. Game này nhẹ không anh em, giống thấy chế độ chủ nô á, mình chỉ ra lệnh cho tụi nó làm thôi. Nhanh lên bay, cầm cái gậy nè, cái con nào làm chậm thì vả vô nó. Rồi xong cái quét. Bây giờ để làm ra con này mình cần cái cục này với mà gỗ lọc dưới ta. À mình có thể bỏ một cái con fan này vô nè cho nó tự làm cho mình đó. Hiện tại thì mình có thể làm được là khoảng chục con á. Ồ, 5 gỗ lận, không nổi. Làm được có 2 con nữa.
Rồi, nó rớt đâu? Ở đây nè, đường xuống dưới luôn. Đó, để nhanh tiến độ lên. 1 phút thì mình tạo được là 3.8 con này. Nhưng mà sắp hết gỗ rồi. Rồi, ok. Mình được 3 con. Bây giờ dùng 3 con này mình đi khai thác gỗ, mình chế thêm khoảng là 5 cái con nữa. Đó, 3 con mỗi con cây gỗ. Nhanh tay lên bay. Làm sao để thu nó về ta? À, nó lụm tự động lụm về cho mình luôn kìa. Cái này gì đây? 40 cục. Nè, gỗ nè. Bây giờ mình mới chỉ có 3 con thôi. Hai cái này nó sẽ rớt ra những cái cục này, đá thì nó rớt ra từ đá. Rồi, nhanh tay lên bay ơi, lẹ lên. Anh cho vài gậy bây giờ. Cục đá này hình như nó có nấm ở trên đúng không? Không biết nó có khác biệt gì nhiều không? Cái này là sao? Được 20 gỗ nè, đó cho nó làm việc. Mình còn một con ở đây, 2 con. Ở đây mình chế được 3 con nữa, với 2 con này nữa của mình là 7 con. Tạm thời đem 2 con này về báo cáo nhiệm vụ cái nào. Tí nữa mình quay lại mình lụm thêm 5 con đó sau. Anh em đợi nguyên cái thùng ở đâu nè. Đây, đã mở phá được cái này nè. Đây là cái phần thưởng là mình sẽ nhận được nhiệm vụ của những người này. Ok. Đó, mình học được cái bản vẽ mà thiết kế cái đồ gỗ rồi. Cái máy chặt gỗ tài nguyên. Đây. Nhấn M, nhấn L, quét override là chữ O. Tiếp theo là ông này, ông yêu cầu nhiêu gỗ á. Đây là những con fan của bạn phải không? Nó rất là dễ thương. Chuyển trong này 10 gỗ, 5 đá và 2 con fan. 10 gỗ thì vô đây là đủ rồi. 1 nè, 2. Rồi ok. 10 gỗ. Đặt nó vào hòm cho ổng. 10 gỗ, 2 con fan. Thôi fan mình giữ tí nữa đi. Hôm nay thì ổng còi đòi 3 con fan nữa. Công sức mình đi bắt. Mấy con này lấy đá được không? Được luôn. Rồi, qua đây tiếp tục khai thác tài nguyên này. Đâu ta? Đó. 3 con nữa, 2 con này. Đập đá nhanh lên. Chụp phải để con bắt hả?
Làm việc đi chứ. Ở đây là mình đang có 7 con. Mình nhấn cái nút cắt ra thì sẽ coi mình điều khiển được bao nhiêu con. Bơm đó. Cho mấy cái cục này nó cho mình ra mấy cái này không gì ta. Nhiều đá rồi. 20 đá thì ngon rồi đó. Còn mấy cái này làm hết luôn đi bay. Dọn thì dọn cho sạch. Nghe mấy cái con này nó nhoi dữ thiệt á. Quần gỗ vô. Hai con nữa. Rồi 5 con về mình trả nhiệm vụ đó là đủ rồi đó. Cho ông này ông 3 con nè. Rồi. Đó, cho anh 3 con đó. Đây là những cái con fan này, nó sẽ đi bộ trên cái đường mình vẽ ra, nó sẽ nhặt những cái đồ mà rớt trên cái đường đó để nó xây dựng công trình. Bằng một cái lý do nào đó thì tụi nó chỉ đi ở phía bên phải của con đường thôi. Bây giờ ông này cũng sẽ hướng dẫn cho mình cách tạo một con đường. Đây con đường đất. Giờ đổi lại được không anh? Ông sẽ hướng dẫn cho mình cái tạo mà cái nhà kho. Trong này thì cần cái gì ta? 5 đá và 2 con phanh nữa. Trời ơi, gia sản của tôi đó. Ủa? Khách quan. Cái chuột phải là lấy một nữa mà. Rồi. Ông dạy mình cái cách mà bui được cái Lodger này. Còn cái này là cái gì đó? Cái này như là mới nè, tôi không biết nó là cái gì luôn. Rồi nhấn B để vô chế độ bui mod. 100 gỗ nữa, ông sẽ hướng dẫn mình làm cái máy cắt gỗ. Rồi bye anh. Đâu còn công fan nào đâu mà bà khen nó dễ thương đi. 80 gỗ nhưng mà 40 gỗ cắt rồi, ok. Chưa dĩ cho anh là dân làng ở đây bóp lột mình hết 5 con fan rồi đó. Con fan chứ. Đây mình được mấy con nữa, 2 con 4 con. Cây này thì nó bự quá, mấy con đó nó chưa làm được. Nhấn B vô bui mod. Cái mod này 10 gỗ. Rồi chúng ta đi kiếm gỗ thôi. Tôi nghĩ là làm bên đây nó ngon hơn á. Bên đây thì nó gần cái trụ dịch chuyển nè. Mình sẽ nối ra cái khu giữa này. Bên đây khó nha. Bên này tôi nghĩ là có vẻ khó hơn á. Cái cây này tuy nó khá là gần nhưng mà cái đường đi nó rất là lắt léo luôn. Nhìn tay lên bay. Đã không trả lương cho rồi mà còn làm ăn chậm chạp lề mề nữa. Anh vụt cho bài gậy bây giờ. Rồi vẫn là xây bên đây đi. Đây nhấn B lên. Chọn cái này. Nhấn G để xây. Hướng này ha. Rồi.
Đây là cái đường đất. Mình nó sẽ vận chuyển gỗ ở đây. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ cho hai con phân vào làm việc. Đó, nó sẽ chặt ra gỗ. Rồi những cái con phân ở đây á, nó sẽ lấy cái gỗ này, nó lụm nó bỏ vô đây. Khi mà lụm đủ 5 gỗ đặt vô đây á, bỏ xong để vô. À, input là ở đầu trên, tôi nhầm này. Đây nè, đi cái đường trên này mới đúng. À. Rồi. Trên này là cái gì ta? Rồi, bây giờ chúng ta cứ ngồi chờ thôi. Chọn con nữa để nó là phương pháp vận chuyển gỗ. Khi mà phui 20 gỗ ở đây á, nó sẽ không vận chuyển vô nữa thì nó lại cầm ngược về. Tí nữa tôi sẽ làm một cái nhà kho ở đây. Bây giờ mình phải chế 10 cái con fan nè. Xong rồi thu nhập là cho nó chuyển đi là 20 gỗ nữa. Nhìn làm việc thấy đã không? Hai con này nó sản xuất khá là chậm nên cái quy trình của mình nó bị mất thời gian tí. Sau này có sẽ có những cái con mà ngon hơn, nó làm nhanh hơn. Nè, anh em nhìn hai con nó đang làm gỗ nè. Thêm con nữa là xong quét rồi. Rồi, ok. 80 gỗ với gỗ cắt. Này 100 gỗ. Ủa cái này làm rồi mà ta. Trăm gỗ hả? Mình mới có 100 mà, khoảng 200 gỗ mình đã về.
Bây giờ cứ ngồi chờ thôi. Nói chung là quy trình cũng khá là ổn thỏa rồi đó. Gỗ nó vào, mấy con này nó ra. Dọn cái khu này cho nó sạch sẽ này. Nhìn nó giống mấy cái con Minion á. Cái chích tên. Mình ném cũng sao phết đó ha. Ném xa quá nó không làm, nó chạy về như gỗ rồi. Cái này chiều ngang là 6, 6 với 3 nữa 18. Nói chung là đầy hai dòng rồi, được 100 gỗ nè, sắp đủ rồi. Mình được 10 con rồi nè, đi đập phá luôn ấy. Chỗ này như nó hồi đó có, hồi nãy tôi nhớ là tôi vét cái chỗ này sạch bon luôn mà. Đó, đứng ngồi chơi chơi xơi nước thôi. Con này dê mấy? Rồi, đủ 200 gỗ để bàn giao rồi, 20 cái mảnh thi tinh. Một con này, ủa? Rồi, ok. Này ổng cái ba gheo này đó, với cái sale này là cái hướng cái kệ của mình ban đầu nó bị vỡ nè. Cái ba gồ này á là cái dạng như cái kho á. Nó là dạng cái gương đồ mini á. Để những cái con pho này nó đi ra nó lụm để đem vô. Woodman này là một trăm gỗ. Ok. Ông sẽ hướng dẫn cho mình cái bàn cắt cổ, cái máy cắt cổ. Cái máy cắt cổ thì cần cái gì đó? Máy móc bên này. Cái máy cắt cổ chỉ cần 20 gỗ thôi. Rồi xuống báo quét lại cho ông cụ này cái nữa. Chào không? Chữ O. Cũng không phải, chữ L. Đây. Một con fan, 20 cái mảnh thủy tinh này. Một trăm gỗ. Cho nên mình 10 con phone nè. Mà sao không biết chế tạo mấy cái con phao này ổng cho nên mình ta. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là 80 gỗ thường với mà 40 gỗ đã cắt. Rồi đi. Cho cái bàn rồi xe lăn đây nè. Nè cái này cái gương nè. Bây giờ mình có 10 để rồi, tha hồ mà đi làm việc luôn. Đầu tiên thì phải chế một cái kho cái đã. Bên này có hai cây nữa nè. Đó. Nhưng mà nó che kín đường ở trên này. Hai cái cây đó mình có thể đi được qua cái đường này không ta? Thử rồi, thử rồi. Sao vậy? Nó gung gung lên sao?
À, mình thiếu cái mảnh này. Ủa? Cái mảnh BB gì nãy đâu ta? K. Cái mảnh này nè. Không có mảnh này là mình không có làm được cái nào nữa. Vậy thôi, mình có thể trông cậy vào cái bên đây rồi. Khi mà nó vận chuyển gỗ từ chỗ này á, để đi xây xong cái đây. Khi mà nó vận chuyển gỗ từ chỗ này qua á, nếu như nó đem qua đây bỏ vô cái máy á. Ủa không? Xây như thế này là sai rồi. Ở đây là gần chục con nè, nó sẽ đi cái đường trên hết á. Đây, khi nó bỏ gỗ vô đây á, đầy gỗ thì nó sẽ để qua cái thùng bên này. Bây giờ làm sao để hủy mấy cái vật phẩm này? Nút B nút nào để hủy ta? Rồi, ok. Một con ơi, một con ở đây được rồi. Tiếp theo là xây cái máy cắt gỗ đã. Cái máy này cần 20 gỗ. Khi nó đi lên đây một vòng như thế này. Hồi nãy cái này xoay quay lên thì nó ngon hơn á. Thank you.
Cái này mình đưa gỗ vào thì nó sẽ ra cái gỗ này. Bây giờ làm sao mà có ba cái gỗ đó ta? Nhấn B nè, quỷ cái này đi. Rồi ok đó. Bây giờ khi nó lấy gỗ từ trong cái máy này nè, nó sẽ đi qua cái dòng này, nó bỏ vô cái này trước tiên. Nếu như cái này đầy gỗ thì bắt đầu nó sẽ đem xuống, đi xuống dọc xuống đây nè, nó sẽ bỏ vô cái máy này. Mà khi cái máy này nó lại đầy gỗ nữa thì nó mới bỏ vô cái thùng này. Cái thùng này đầy thì tới cái thùng này đó, nên cái quy trình nó cũng khá là ổn rồi. Đây nè, như cái thùng này nó 6 cục nè. Ủa? Sao nó bị kẹt đấy ơi? Rồi giờ nó mới đi nè. Bị cái gì á? Nhìn như là tắc nghẽn giao thông nhé. Bên này ra được bao nhiêu để rồi? 24 con. Đó, để con ở đây nữa chứ. Để con ở đây để nó lụm đồ trong này, nó bỏ vô cái thùng này. Đó. Ủa, sao không xây được? À, thiếu 5 gỗ, trời ơi. Không có gỗ là chạy qua chạy lại hoài vậy đó. Bây giờ nó đầy qua tới cái bên đây nữa rồi. Vậy mình chắc nâng thêm một máy này nữa đi. Cái này nó tới đây không được. Rồi ok đó. Cái máy này bỏ vô 2 cu ly nữa. Bây giờ mình sản xuất là 60 gỗ trên 1 phút. Cái này là 3.8, coi như là 4 đi. 4 x 5 là 20. 20 gỗ trên 1 phút. Đây, để tôi mở cái này lên ghi chú lại cho nó dễ. Đây, ghi chú chung với con mà led cool nè. 80 trên phút nè. Cộng đầu ra là 80 trên phút nè nha. Tới cái đầu này. Ghi sẽ sáng lại đi. Cái đầu tiên á là mình sẽ trừ 3.8 20 20. Cái này 7 rưỡi.
7 gửi mỗi lần 2 là 15. Trừ 15. Trừ 15. Vì cộng lại cái này mới là 50 thôi. Nên mình có thể làm thêm một cái máy này nữa. Hoặc là ba cái máy này nữa. Đây làm ba máy đi, thì còn dương tí thì mình để nó vô cái cắt gỗ. Thôi, không đâu. Rồi, ok đó. Mới có ba mấy gỗ cắt à? Ủa? Bỏ hai này vào. Nãy mình còn cái kệ nữa, là cái kệ sấy đâu ta? Máy này máy gì đây? Máy này là máy gì? À, cái máy này hình như là cái máy ghép này nè. Cần phải đặt trên cái ô vuông vuông rồi đó. Cái chỗ đó là ở đâu? Nè, màu tím. Đây mình để. Đây đặt nó ở đây nè. Ở đây có một cái, đây một cây nữa, đây một cây nữa, ba cây luôn. Nè cái máy đó ngay đây nè. Đầu vào đây, đầu ra ở đây. Bếm nó 40 gỗ cắt thì mình mới có là sắp đủ rồi nè. Khoảng 3-4 gỗ cắt nữa là đủ rồi. Mấy con này nó không làm việc ta. Bêm nó ấm nó. Nè, nó lụm nó đem về nè. Nhanh lên bay. Rồi, đi thôi. Mấy cái này tí nữa mình ghép vô sau. Đây còn hai cái nữa. Phải kiếm được cái này nè. Phải kiếm được cái miếng này nè. Rồi, đủ rồi. Không giữ miếng nào xuống sao ta? Nè nè nè, à, nãy bị phút cái này thì vả thì vả không được.
lấy 100 miếng thôi. Rồi, ok đó. Hoàng về cho ba đấy. Cho ba 80. Ok, xong cho bà đó. Rồi, mình đã gặp được anh thương nhân. Ủa, có nhiệm vụ nữa kìa. Một trăm sáu mươi gỗ cắt với mà 80 miếng gỗ này. Chào anh thương nhân, anh có quét gì không? Bị tấn công bởi băng cướp gì đó. Đây là thịt tâm cái con kia, khá đơn giản luôn. Mấy cái đó là mấy cái gì vậy ta? Đọc kỹ rồi coi. Tiếp theo là mình sẽ lụm một cái con banh mới và cái mảnh gỗ xịn sò hơn. Đây mình xong hết cái quest bậc 1 rồi nè. Anh thương nhân này thì còn một quest nữa. Có một tin tức mới gì đó phải không? Quá trời nhiều quét này, mình không có ghim được nhiều cái nữa, nữa chứ. Sao giống nhặt cái quét nãy vậy? Chào anh. Đây là những cái mới nè. Cái này là cái bộ chia, còn cái này là cái bộ nhập. Còn cái này là cái gì tôi không biết. Cái này là bản chỉ dẫn. Cái này có bộ được nha. Ưu tiên cái này đi. Ủa, mình chưa có cái máy mà làm cái gỗ lần hai mà. Chưa có cái máy làm gỗ nè. Cái gỗ này mình sẽ gia công một lần nữa, nó ra cái gỗ mà miếng á. Cái gỗ miếng này nè. Nhưng mà tìm ở đâu ta? À đây nè, đây nè. Không có cái miếng kia làm sao bui được cái Lodger này. Bắt đầu đi làm cu li thôi. Sao tự nhiên gớt mấy con ở đây nè. Cái này là gỗ nó thừa ra rồi. Mình không có cái này thì làm sao mình gắm nó được. Đó. Thế yêu cầu phải có cái này nè, nhưng mà mình không có thì kiếm đâu ra giờ.
Cái này thì mình sẽ chứa được nhiều đồ hơn. Đi khám phá nó trên bản đồ thôi, nó nằm ở hai cái khu vực này nè, phía bắc này trước đi. Khoan khoan khoan, 10 thằng đệ rồi, ok. Ở đây mình còn được bao nhiêu thằng nữa? Ủa, à hết hết cái này rồi. Lấm 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 lấm. Ủa, cái này nó chống quang vậy? Nhanh lên bay. Lụm mấy viên ngọc thêm về. Bây giờ bắt đầu thiếu mấy cái viên này đó. Lụm. Đây mình đụng vào ngôi đền, nó bắt đầu rung rẩy này ra cái gì nữa cho mình đó. Mình sẽ bỏ cái miếng này vào, nó sẽ phân hủy hình 6 cái miếng này. Để hai con ở đây đi, nào cần thì xài luôn. Đó, nó sẽ phân hủy hình cái miếng thủy tinh này. Một miếng sáp này, một miếng phanh led, miếng phẳng này nó sẽ thành 6 cái miếng vụn này, là cái này nè, nhanh lên. Rồi coi như là xong một cái quét vón rồi đó. Cái này giết 5 con, ok. Chỗ này cái chỗ tê le nè, một khu bên này qua luôn, qua đi coi nó có cái gì không. Đây là được cái miếng con gỗ nè, con này con gáp anh thì nó sẽ có hiệu ứng gáp á, thì nó làm thủ công là nhiều hơn tí, tuy nhiên thì nó lại khá là mỏng manh. Mình phải kết nối bằng cái mạch chin hai này mới được. Cái máy này là một cái gỗ tròn với hai cái miếng gỗ ép này nó mới ra một con này. Gỗ cái cắt đó thì mình chưa biết làm đâu. Nhìn mấy con này nó nằm chiêu quá vậy, mày chiêu quá, mày chiêu quá.
đúng đường không ta? Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn cái gì? Ai cho mày nhìn? Làm sao để bôi được cái miếng này? Locker này mình không biết có ở đâu. Đó, nó lên được 4.7 nè. 4.7 mà nhân 5. Hmm. 35. Ủa? 4.7 là 25 chứ. Tầm tầm 25. 4.7 x 5 23.5. Mình còn dư lại khoảng nhiêu? Mình nên tăng cái quy mô sản xuất hay là cái quy mô đầu thôi. Ba mươi, 53, 53 thì mình còn lại khoảng 17, 16, 15. Nếu như mình tăng cái quy mô đào thì nó ra bao nhiêu? 75. Ủa cái này là 60 mà. Này là 60, tính nhầm. Không. Tức là không có thừa cái miếng nào. Vậy thôi, tăng cái quy mô đào đấy. Bảy mươi lăm cái này thì 55, cho làm tròn lên đi, dư lại khoảng 20. Nhưng mà tìm đâu ra mấy cái quét. Đầu tiên là mình muốn cái quét thành panel, là cái gỗ mà đã qua xử lý á, gỗ ép á, thì mình phải xong được cái quét này, phải xong được quét này để làm được cái máy, xong được cái quét này là để có cái máy làm cái gỗ ép đó nè. Nhưng mà cái máy đó thì cần phải có hai locker, là hai cái máy chặt cây á, cái này nè là hai cái locker nè. Nhưng mà cái locker đó nó lại cần cái này, nó lại cần cái này, trong khi mình chả có cái miếng này đâu cả. Thì sao mà làm? Có bỏ nhầm vô cái hòm nào không ta? Không. Không có luôn. Sao giờ? Khiêu một con Billy fan. À đúng rồi, giết con này không chừng là nó ra cái Billy này á, nó ra cái này nè. Thôi rồi, để con kia ở trên đó rồi. Đỡ để cái con gấp đồ ở trên cái nhà 75 rồi. Kệ cũng gần à, đi lên lấy đem về cái là được. Đây nè, đi lên lấy đem về cái là được à. Trả đây. Cái này là 60 đến 80. 60 hoặc là 75. Tức là 30 với mà 30 với 45. Tức là con kia nó gấp rưỡi lên đó.
Rồi bắt đầu mấy con này hình khi kiếm là thấy nó máu chiến rồi nè. Con này là con phương vác nè. Cái này là cái mỏ quặng. Rồi ok. Ủa đút vô rồi nó mất luôn đó hả? Nó không trả mình. Nó không trả mình lũ đạn. Nhầm nhầm nhầm. Nó sống lủng đổ đây, đem vô đó. À, cái thùng này nó chỉ chứa đồ thôi, nó không có đem đồ đi được. Số 10 của mình thì nó dư lại khoảng 5. Dư 5 mình có nên đem đi đốt lò cái này không? Nó sẽ đi bên phải. Thôi chưa cần đâu. Đi thôi. Là đi kiếm cái con mà voi nào đấm nó. Cầm thêm mười mấy hay có chục con nữa đó. Bốn chục con đúng là hướng đông bắc đi, đây nè giết con này nè. Còn nó nằm đâu ta? Ngon. Lần trước thì demo là tôi không vào được cái chỗ này. Không không đến được.
Nó mạnh vãi đái vậy. Rồi toàn ở trên này. Méo về được luôn. Tha 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 tha. Đi giết con voi đó, con voi nó nằm đâu ta? Đây phải không? Này để gì? Đi, khám phá cái vùng trên này ơi. Có khả năng con voi nó nằm trên này. Ủa con ong chứ? Rồi con ong voi. Con voi ong. Mấy con đá nó cũng trâu lắm đó, mình chơi không có lợi nó đâu. Mèo đu trình. Không tìm ra con voi đó đâu, sao mà đánh nó? Mày đang gì? Bỏ hung, con bỏ ngựa. Được con gì mới nữa nè. Con lo mi này. Sao sao sáng sao nè, được miếng nè. Hóa ra là mình chỉ cần đào cái xác thôi, không cần là phải đi đánh nguyên cái con voi nữa. Ủa sao cái này nó trống rỗng vậy? Mình đang đây, đây có một cái điểm tay le nè.
Mệt mệt rồi. Qua đây thử đây. Thiết kế bản đồ như thế này sao mà dòm. Này con cái. Thôi đi về thôi. Về mình gấp cái nữa. Cái đó là cái này. Về mình làm cái quét này luôn. Ủa? Cái này nãy giờ mình làm nhiều lắm mà ta. Đây 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 đi. Dọn hết mấy cái cây nhỏ này đi để. Cái này cái đầu vào, còn cái này cái đầu ra. Cái đầu vào đây. Rồi nó vào trên này xong rồi nó sẽ xuống đây một cái nữa, thử à. Ủa nó phải đi đường dưới trước chứ ta. Con này mình nó vác hai tay hai khúc gỗ nè, bá đạo chưa? Không biết bây giờ mình có nên làm. Thôi 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 thôi.
Mình làm một cái thôi, làm nhiều quá nó mệt lắm. Nó kêu vận chuyển cái này 80 lần sao ta? Nãy giờ mình làm nhiều lắm mà. Trời, nó hiện chỉ có 18 như thế này. Nè. Nó hiện 18 bay là sao? À, mình chuyển cho ổng chứ không phải là mình vận chuyển trong này. Trời ơi, 80 rồi, ok, xong cái web hổ vải. Hóa ra là mình chỉ cần đi đào cái xác mộ con kia lên là được, cái xác mộ của con ông á, chứ không cần phải đi bắt nó. Rồi ok, xong web của anh rồi đó. Anh sẽ hướng dẫn mình là chế cái gỗ này thành cái gỗ kia. Cái đó thì cần cái gì? Phân bón đậu đâu ra? Con một mắt này phải đi từ cái miếng này nè. Ảnh cho mình cái bản vẽ rồi mà ta. Đây nè. À, sâu bên hả? Nó nằm luôn trong cái máy này á. Trời ơi, không biết. Trời ơi, lũ đạn nó.
Đây mấy cái này nhức đầu nghe. Khi nào mà hang này đầy trước thì xong nó mới chuyển vô máy này, rồi mới chuyển qua mấy cái gỗ bên này. Bên này mình cũng làm một cái tương tự luôn. Pin to gain, ok. Ê, quên, về bắt vài con bên này đi đó. Nhớ trước tôi chơi được nhiều lắm mà ta, bây giờ mình cầm được có 10 con à. Dưới này, dưới này. Tôi bị kẹt luôn rồi. Rồi đi được rồi, đi được rồi. Trời ơi.
Bây giờ đợi tí là đủ 80 gỗ ép này. Mười con. Bây giờ cứ thông thả như thế này thôi. Hết hộp luôn hả? Đi farm thêm. Nãy có cái máy chuyển hệ. Máy chuyển hệ như là cái này. Trong này gừng à. Vô đánh mấy con trong này cũng có nữa nè. Ông đánh được mấy cái này á. À? Mày chạy vô, mày chạy vô. Kìa này 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 này. Trời nó. Nó đập một hit là chết một con đó. Dậm đi, dậm đi. Ôi, xong rồi. Quá đơn giản luôn. Đây, 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 đây. Cái này là cái xác của con hồi nãy nè, là cái con mà ông voi á đó. Con này cái ghi con này lỗ âm thì tôi chưa biết nó tác dụng gì. Ừ.
Bây giờ chắc đủ 80 đó. Nhà mình đâu? Nhà mình hai bên. Hai con này vô nữa. Đây, hai con này để vô đây. Nó sẽ cắt gỗ rồi nó lại đưa vô cái đường này. Ủa? Cho con quỷ được. Không quỷ được nên sao ta? Rồi giờ mới được nè. À đây. Hai con này, hai miếng gỗ ép. Nó sẽ ra một con mang vác này.
Rồi mình sẽ chế một con mà phân ván này nữa. Cho nó không chạy ta. À, vô cái này. Lựu đạn đó. Ủa, gỗ ép làm ra không kịp á. Vì sao nó bỏ ở đây được? Cái này 7.5 trên phút, sau 4 nhá. Sau 4 30. Cái này là 20 nữa. 20 nữa. Hai rưỡi nhưng mà nó cần hai này, 3.8 trên phút, ngày 2.5 trên phút. Một phút nó ra 30 cái này, nhưng mà ít tay lên thì không đủ sản lượng. Một phút nó ra 30 nè, 60 gỗ vào, 60 gỗ vào thì nó sẽ ra ba cái chục, 30 gỗ cắt, gỗ thanh đi. Từ cái 30 gỗ thanh này nó đưa hai cái máy này là vừa luôn. Bằng 30 gỗ ép hai vô. Ủa không, bằng 15 gỗ ép, 15 gỗ ép thì đưa vô đây. Vậy thì cái máy này nó méo cái chạy luôn á.
cũng không được. Từ từ, từ từ để suy nghĩ anh. Cái này nó đi bên phải xuống đây thì mình không phải cấp vô cái đường này được. Như vậy nó đi nó lấy gỗ bên này thì qua đây nó không lấy được nữa. Trừ phi cái nguồn của mình như thằng này thì nó lại không có gỗ nè. Đau đầu quá, tính toán cái này đau đầu quá. Như bên này là gỗ ép nó ra không kịp nè. Cái này là phải học thêm cái công thức này nữa thì mới tối ưu được cái đường đi. Cái này nè, 40 mà 20 gỗ ép, 40 gỗ cắt. Bên này sao yên bình quá vậy? Trời ơi, quên để con ở đây. Mình để con ở đây để nó chuyển qua.
Nhưng mà đâu ta? Cái này nè. Cái này quan trọng. 20 cái này với 40 cái kia là đủ rồi. Mấy cái này mất rồi là nó không bổ sung lại đâu. Anh này đây phải không? Rồi, ok. Chúng ta có cái khúc cua với bột chia rồi đó. Cái này là bộ lọc và cái này là cái bộ phá băng chuyền. Vui hai cái bản tín hiệu. Cái này là cho anh Phó thôi, là nó vận chuyển thôi. Rồi, ok nè. Bui hai cái bảng tín hiệu này. Thiếu mấy con này. Sắp hết mấy con mà tím tím rồi nữa rồi. Sao nhanh quá vậy ta? Không hiểu cái này dữ lắm. Thì bình thường nó cũng đi như thế này mà. Không rẽ thì cứ ngỡ đi thẳng lên luôn. Rồi.
rồi đó, ok đó. Mấy con này là mấy con gì ta? Mấy con này là mấy con đéo. Ủa, nó phải đi xuống chứ. Miếng ổn rồi, lộn rồi. Cái này là cái gì? Để làm rồi. Nó đi đến đây thì nó phải nhập vô cái làng này. Đến đây phải đi xuống chứ. Ủa cái này là bộ chia hả? Tức là con ghế phải, con ghế trái. Nhức đầu quá.
chơi con game mà nhức đầu quá. Từ 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 từ. Tức là cái góc này nó cũng không có điều kiện luôn. Cái này nó chỉ giao nhau thôi chứ không có phân luồng ưu tiên. Nên bây giờ muốn nhập hai thằng này lại thì hơi bị khó đó. Nó sẽ đi vòng qua đây. Những con này có gỗ rồi thì nó sẽ không lấy gỗ ở đây nữa. Nó sẽ đi như thế này. Nó lấy gỗ ở đây, nó đi qua đây. Quy đi qua đây thì nó có gỗ rồi, nó sẽ không lấy đây nữa. Nên thành ra bị trùng. Nên con này đi xuống đây. Sẽ đi thẳng qua đây luôn. Thì những con cầm gỗ quay về này nó lại đi thẳng qua bên mình cũng không được. Nhức đầu quá. Bó tay rồi, tôi bó tay rồi. Từ 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 từ. Đi lên chỗ nãy rồi. Cái này bộ chia nè. Nó đụng là nó quay về luôn. Gì khác mẹ gì xóa con đường ở đâu. Trời ơi, cái này nó chỉ là chút chặn thôi. Tôi chưa biết làm sao để nhập hai con đường này cho nó tối ưu với nhau nè.
Chỉ có cách đó thôi. Lu bu cái gì ta, tôi bí luôn luôn đó, mấy không hiểu gì cả. Bây giờ nó sẽ đi theo cái hướng là dòng ở đây nó sẽ bỏ gỗ vô đây, nên lúc nào nó cũng phải lấy gỗ ở đây hết. Khi mà gỗ ở đây đầy á thì mình chặt tay nó trắng, nó sẽ đi qua đây, nó đi một vòng dưới. Nhưng như thế này là sai sai nè. Tại vì mấy con này nó lấy lần có một gỗ à, nên nó không xài hết kịp 20 gỗ trong cái nhà này nó sản xuất ra, nên lúc nào ở nhà này cũng vui chứ. Mình không đủ mấy cái con phương bát này để xài hết 20 gỗ này nổi. Vấn đề là chỗ đó đó.
Làm như thế này mình sẽ tối ưu được cái đường đi hơn. Nó lấy gỗ ở hai cái chỗ này, nó chuyển vô cái kho ở đây, rồi từ cái kho ở đây tụi này sẽ đi lấy riêng, tức là nó không phải đi vòng chung một con đường đó. Nhưng mà thấy cũng hiu hiu làm sao. Ở đây khoảng 5-7 con, ở đây khoảng 5-10 con đó. Nếu như một ô vuông như thế này thì điên sao ta? Ủa sao đi ngược lại rồi? Nó lẽ phải bỏ gỗ ở đây chứ. Là 10 con lấy gỗ này nè. Nó khác méo gì nói với đường này vô đây đâu ta. Thấy nó chả hiệu quả hơn nhiều chứ.
Hồi đau đầu quá. Mình sẽ cần thêm một tí gỗ cắt này. Từ từ. Đồ bù quá. Không được rồi. Phải có một con phương vác ít thay á thì nó mới tiêu thụ hết thay cái chục gỗ này liền mới được. Còn thôi là cái gỗ này nó không có giảm kịp. Phải có một con ít thay mới được. Tắt bớt mấy cái máy trên đi, mình chạy máy dưới thôi. Thôi,
Hôm nay chơi đến đây thôi, tôi đau đầu với con game này quá rồi. Có thời gian thì nghiên cứu tiếp chứ bây giờ chưa tính toán được cái mô hình tối ưu cho cái như thế này. Mình còn phải gấp thêm cái này nữa là. Mình còn phải gấp thêm cái con này nữa nè. Có con này á thì nó mới tối ưu được cái này. Nó cầm là một lần hai gỗ á. Có cái con đó nó cầm một lần hai gỗ á, thì nó mới nhanh hơn. Còn như thế này mỗi con có một gỗ à, nó cầm không kịp đâu. Con này nè. Nói chung cái tài nguyên duy nhất mình không thể tự động hóa con game này nó chính là cái này. Mình chỉ cần kiếm đủ cái này là coi như cái quy trình của mình nó xây dòng bất tử luôn á. Như bây giờ gỗ của mình đã bất tử rồi nè. Bây giờ phải có cái con Kagi này mới được. Không có con Kagi này là không có làm nổi. Đó, có con Kagi một mình nó ôm hai cục nè. Thì cái vòng này nó sẽ gấp đôi năng sức lên. Thì khi cái này bị gấp đôi năng sức lên á, cái này nó đầy lên tới cái này cũng vậy luôn. Tại cơ bản bây giờ cái con này của mình nó chỉ mang được đúng cái một gỗ của cái nhà này thôi, còn cái nhà bên đây là gần như là phế hoàn toàn luôn. Cái con X2 này á là nó phải ở đây nè. Nó phải vô này nè. Nó ra con này và từ con này nè. Nó ra con này và từ con này á, nó mới ra được con này. Rồi từ con này á, chắc nó mới ra con nữa nhưng mà chưa biết khi nào thôi. Game gì đau đầu quá. Tôi sẽ còn hai con à.
chip này à. Đem ngọc về cho anh nhanh lên. Cái này có chữ ít là sao đó nè à, cái cọng cỏ với ít ít con khỉ đó. Nhìn sao ra chữ ít không biết không. Còn cái này mình có nên làm cái điểm dịch chuyển ở đây luôn không? Không, khu này chả có cái quái gì cả. Rồi nó chen chút nha, ở đây này không được rồi. Tắc nghẽn giao thông chỗ này luôn á. Nào. Ủa đâu đâu đâu, nhầm 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 nhầm. Cái gì đấy? Từ những cái sinh linh như thế này mà mình chế nó thành những cái con mà phân bón vật liệu luôn.
Ủa nghe, quá khổ luôn đó. Con này là con gì đó? Đốt tiêu luôn rồi. Nó chui xuống đất này nó mất tiêu luôn rồi. Con này là con gáp nè, còn con này là con phun quát nè. Con phun bát này nó tấn công được không ta? Được luôn. Con này là con xịn sò hơn. Con phương quát là nên để chỗ này nè. Mấy con tí hon này rút lại bớt. Đó, nó bê gần 2 cây thì cái máng trên này nó mới sản xuất không kịp nè. Đó, ra cái nào là hết cái đó liền. Nhưng mà một lần lấy ở trên, một lần lấy ở dưới thì mình phân sao ta? Rồi anh con đi trên lấy ở trên, anh con lấy bên trái tối ưu rồi đó. Này nghỉ đây thôi, nhức đầu quá rồi. Chơi game này tổng đồ dưới đi. No, xếp game. Yes, ok. Có thời gian chơi tiếp game cũng thú vị đó. Nhưng mà tính toán hơi nhiều. Gọi là mấy con game tối ưu tự động hóa thì đương nhiên nó như vậy rồi. Đây, công thức này nãy giờ đây. Tính cho lắm vô nhưng mà cuối cùng không biết cách kết hợp hay được. Game rất là hay nha. Có thời gian rồi chơi tiếp. Khi nào làm được cái mô hình tối ưu đi. Rồi, ok, bye bye anh em.